Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người biến cái vợt muỗi này thành một cái dùi cui điện, gọi là chơi vui vẻ thôi nha, chứ không giật chết ai cái này đâu, nhưng mà cũng đủ để làm cho mọi người giật mình. Trước tiên là cái vợt này, nếu mà nó còn sống thì tốt, mà không sống thì mọi người sẽ xử lý lại một chút xíu thôi, bởi vì cái mạch này nó rất đơn giản sửa lại. Vợt của tôi còn sống nhé. Đó, trước khi tháo ra để tránh bị giật thì mọi người hãy chọc cái tua vít vào để nó xả điện đi, khỏi nó tích lại trong tụng nên giật cho. Và lưu ý với một số anh em tự vọc vạch không có cái kiến thức cơ bản về điện tử thì không được đo đồng hồ của chúng ta vào cái mạch sau cái biến áp của nó, không là nó sẽ chết đồng hồ ấy. Cái phần nguồn phía trước thì đo vô tư, nhưng mà sau khi nó đã qua cái biến thế đấy rồi lên chỗ tụ á, cái lúc chúng ta mà bấm vào công tắc á mà còn đo đồng hồ vào là chết đồng hồ ấy, chết cái loại chết cao áp này rất là khó sửa nhé, nên là lưu ý không được đo vào. Mọi người để ý nhé, nó sẽ có hai cái đường dây ra ngoài lưỡi ngoài này, ngoài cái lưới sắt lưới nhôm này ngoài này đó, thì chúng ta sẽ sử dụng lại hai cái đường đó. Bây giờ nhả đi đây. Nhớ là chân nó có hai cái chân này, và cũng không quan trọng là chúng ta phải lấy chân nào cả. Rồi mọi người kiếm giúp tôi một cái que đồng nhé, que đồng cạo đi, xong rồi cắt chia đôi nó ra bằng nhau ạ. Rồi sẽ hàn vào hai cái vị trí mà lúc nãy mọi người vừa nhả dây ra. Giờ tôi sẽ bẻ cái đầu của nó lại sát với nhau ạ. Giờ tôi sẽ bóp thử. Mọi người sẽ bẻ cho cái đầu của nó lại sát với nhau như này. Và tôi sẽ tháo cái vỉ mạch này lên để xem cái tụ dưới của nó như nào đó. Khi mà mọi người bẻ hai cái que của dây đồng mà chúng ta vừa hàn vào á, mà bóp nó chưa nổ á, thì hãy xả điện đi rồi lật cái vỉ lên xem tụ ở phần dưới nó như nào đó. Nếu mà tụ nó nhỏ quá nó bóp nó sẽ không nổ đanh đách đâu. Phải nâng cái giá trị của con tụ này lên. Tụ của tôi ở đây có giá trị là 223G. Ở đây tôi có một con 224G 200V, con này hơi yếu đấy. Yếu là cái mức điện chịu đựng của nó hơi yếu, 200V là yếu ạ. Mọi người có thể sử dụng lên con 400V trở lên. Bây giờ tôi sẽ thử này. Lúc nãy tôi thử cái con 3,5mm là không được. Cho vào nó chập hết điện đi. Bây giờ tôi sẽ ghép cái con 224G vào. Trong khi cái mạch này là nguyên bản nhé mọi người, tôi chưa xử lý lại một cái gì cả. Giờ tôi sẽ hàn lại cái con 224G này vào. Đấy gọi là chơi vui thôi. Nó không ảnh hưởng gì đâu, cái này á. Sờ nói chung là tê tê. Chứ không giật ngã người cái này đâu mà lo. Vui vẻ. Mọi người hãy bẻ cho cái que này nó sát vào nhau nhé. Bây giờ tôi sẽ bóp thử này. Bẻ sát vào hết mức có thể. Mọi người hãy bẻ cho nó song song vào sát với nhau nhé.
thì nó mới phóng được điện ra. Bây giờ tôi sẽ tắt cái điện đèn đi. Cái này gọi là chích chơi đâu, nhưng mà cũng nổ ấy. Mọi người có thể thay đổi cái giá trị của con tủ ở đây để cho nó nổ mạnh hơn. Cái này phải thử, tôi cũng không biết chính xác là con nào nó sẽ nổ mạnh. Bây giờ, lúc nãy là tôi ghép con 3,5mm vào đây là không được. Bây giờ tôi ghép vào một con 224 này thấy nó nổ. Nếu mà mọi người cuốn được bằng một cái cục cao áp, hôm nào rảnh tôi sẽ làm. Ngày trước tôi đã được từng làm rồi. Đấy là cái mạch mà người ta sử dụng để làm cái pháo hoa điện tử ấy. Khi mọi người cắm điện vào là nó nổ bôm bốp luôn. Cứ cắm vào nó nổ tự động. Nổ bằng cách nó đánh điện này, điện cao áp này. Đấy. Cứ bóp dí này là nó nổ thôi. Cái điện nó tích vào trong tụ nó đủ nó phải phóng ra. Cái này giật chơi thôi. Nếu như mọi người muốn nó khỏe hơn á, tôi có một cái cách và tôi sẽ thử cho mọi người xem. Trước khi mọi người để cầm vào cái mạch này hãy xả điện đi, không nó giật này chết cha ấy.